Mình là MC Hiển Vinh. Xin chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và các bạn, lâu quá không gặp các bạn ha. Chắc cũng cỡ được 2 tuần. Thì thông cảm một xíu là dạo gần đây da mặt của mình hơi bị mụn một xíu nha các bạn. Nhưng mà chắc có lẽ là các bạn nào mà theo dõi Hiển Vinh nhiều á thì chắc cũng biết là hôm nay Hiển Vinh đang bị cách ly. Không hẳn là cách ly mà nguyên trọ bị cách ly. Vì tầng trên của Vinh có F0. Well. Và điều đáng nói là trong khi khoảng thời gian cách ly thì tới ngày hôm nay cũng đã được 1 tuần rồi đó các bạn. Và Hiển Vinh cảm thấy là Hiển Vinh đang lấy lại thăng bằng chút xíu. Tại vì các bạn hiểu đó, mình đang đi làm tình nguyện viên một cách rất là hào hứng luôn. Tự nhiên bụng một phát chọn mình có F0. Và Hiển Vinh không buồn vì chọn mình có F0, mà Hiển Vinh buồn vì là mình không thể hoạt động trong 2 tuần. Mình không thể cùng các anh chị làm nhiệm vụ được nữa. Thì đó là cái điều mà Hiển Vinh cảm thấy là không vui cho lắm. Và điều đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà Hiển Vinh bị cách ly thì trường Văn Lang đã gửi đồ ăn cho Hiển Vinh. Wow, nhìn hơi bị thê thảm chút xíu nhưng mà khá là vui đó các bạn, nhìn gì chứ vui lắm á. Tại vì cái này là Hiển Vinh không có đăng ký from các bạn. Tự nhiên đang ngồi lướt story của các bạn thì Hiển Vinh thấy là ủa, cái chị chung trọ với mình, chị đó cũng học trường Văn Lang và chị đó được trường tặng đồ ăn. Cái tự nhiên mình nói ủa chị ơi sao chị được tặng vậy? Thế chị mới nói là bạn nào bị mắc kẹt trên đây á, thì sẽ được trợ cấp em à. Ồ thế, ồ bằng cách nào vậy? Cái chị mới nói là đăng ký form á Vinh. Chết mồ rồi, mình có đăng ký cái gì đâu, mình có quan tâm tới mấy cái đó đâu. Mà cái lần này lần thứ hai nha các bạn. Trợ cấp tới 2 lần lận. Cái lần đầu tiên á thì lúc đó mình biết. Nhưng mà mình nghĩ là lúc đó mình tự lo cho bản thân mình được. Và mình nghĩ là cái phần đồ ăn của lần 1 á thì mình sẽ không nhận, vì mình nghĩ là sẽ cho một người khác nó xứng đáng hơn. Mình tự lo bản thân mình được. Nhưng mà cái lần 2 này thì well, mình cần các bạn à. Shipper nghỉ làm rồi các bạn. Và mình cần. Thế nên á là mình bây giờ mình đâu có form để đăng ký đâu, mình qua hạn rồi, giờ sao? Giờ mình mượn số điện thoại của thầy shipper chứ sao giờ? Thì mình mới nói là thầy ơi, thầy đã bỏ quên một thiên thần rồi. Xong thầy mới nói vậy hả? Ok, vậy để ngày mai thầy tới nha. Hôm nay thầy đi số địa chỉ hơi xa cho nên là không có vòng qua bên em được, thông cảm cho thầy nha. Ôi oh my god. Oh my god. Wow. Mình cảm thấy tuyệt vời lắm các bạn. Đồ ăn thì cũng có xúc xích, có sữa này kia, mình nghĩ là mình ăn cũng được 4 ngày. Dạ 4 ngày. Mì thì mình không ăn nhiều trong lắm đâu. Để coi, còn về cái đó là điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Và dạo gần đây thì mình cảm thấy là mình thấy lấy lại được thăng bằng rồi. Và mình có tham gia một cái trò chơi kiểu sport đó các bạn, của trường, của kênh Văn Lang. Bây giờ quá xẻo quá phẻ, giảm được 2 ký, mừng quá điên mừng các bạn ơi. Xin mời cùng đăng ký nào. Văn Lang của mình khá là tâm lý vì dạ lâu lâu mở ra những cái trò chơi gọi là cho các bạn chơi với nhau. Để xem nào. Mà ok, đó là trường Văn Lang cho các bạn như Hiển Vinh chơi. Bây giờ thì các bạn chơi một trò chơi với Hiển Vinh nha. Ok, sẽ có 5 giây. 5 giây để các bạn nghĩ ra 3 người mà các bạn yêu thương nhất trên cái cuộc đời này.
5 giây thôi. Sau khi Hiển Vinh điếm 5 giây thì các bạn hãy comment 3 người đó xuống dưới phần comment nha. Comment xuống dưới phần comment James. Comment xuống phía dưới nha. Ok, 3 người mà bạn yêu thương nhất trên cuộc đời này. 5 4 3 2 và 1. Các bạn comment xong chưa? 3 người mà các bạn thương là gì vậy? Ở đây có ai đã bỏ quên bản thân mình chưa? Wow, một lần thôi nha, không có lần thứ hai đó. Thôi, kéo xuống like cho tôi đi. Cảm ơn nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.